Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Yamaha XSR 900 2021 phiên bản nâng cấp đến từ xứ Đài. Cái xưởng độ Rap ở Benelon có lẽ đã được nhắc nhiều trong những mã độ Cruiser, Cafe Racer v.v. Nhưng lần này Winston Gear là chủ sở hữu Rap đẩy hiệu đến các tín đồ đam mê mô tô một cái tác phẩm kinh điển từ cái chiếc Yamaha XSR 900 2021 độ trong clip hôm nay. Winston đã bắt đầu bằng việc thiết kế một cái bộ quay bằng cái sợi carbon dành cho cái chiếc XSR 900. Các bộ phận như phần khung chính, bình xăng, biểu nguyên chỉ tạo thêm lớp vỏ bên ngoài để chiếc xe trông là hoàn hảo hơn. Cái vần đuôi kiểu là phát chắc style được bắt vít vào cái khung phụ bằng nhôm. Toàn bộ được thay đổi thân xe theo một cái kiểu cho dễ dàng lắp ráp kiểu bushplay. Quý sinh còn cho biết thêm, khách hàng thậm chí có thể ở dụng phần tiền đầu có sẵn nếu muốn chở thêm người ngồi sau. Về phía trước có chiếc XSR 900 hôm nay, một cái bộ ốp đèn pha bằng sợi carbon bao quanh cái đồng hồ dạng cổ điển được hạ thấp. Ngoài ra còn có một cái cặp đèn hiệu LED đến từ Kosho, bao tay Motorgas, công tắc BDR và một cái bộ bảo vệ tay lái CNC Racing. Phía sau là giấy đỡ số gãy của Rap, một cái cặp đèn tín hiệu và cái đèn hậu đến từ Kosho. Các chi tiết khác bao gồm các chân Listerine, bảo vệ động cơ CB Racing đi cùng nắp xăng tiếp em. Ông chủ Wilson còn muốn nâng cấp hệ thống treo cho bản độ này, nhưng phát hiện rằng Holin chỉ ấn sức một cái bộ phục dành cho XSR chứ không bao gồm cái chản bay lũ. Vì vậy anh ta đã tạo ra một bộ chản bay được CNC và nhuộm đen cực kỳ đẹp mắt. Cái phần sau chiếc xe độ ở dụng cái phần giảm sóc của Holin được chế tác được tùy chỉnh từ các chuyên gia hệ thống treo đến từ Andy Anier. Cái mâm carbon cao cấp đến từ BST, một cái cặp lốp Pirelli Super Costa, hệ thống phanh BDR mang hiệu đến từ Rockrax. Về mặt cái công suất 115 HP, thực hiện được xem là khá mạnh mẽ. Vì vậy Wilson chỉ trang bị một cái bộ lọc khí Stream Filter, một hệ thống ống sạc SCRZ Full System, một cái modem điều chỉnh đến từ Rapid Buy để đảm bảo đáp ứng được những thay đổi này. Theo phong cách Rockrax cổ điển thì bản độ XSR 900 hôm nay được hoàn thiện cái gam màu xanh đen với những cái sạc kim loại tinh tế và các khu vực phủ carbon có 7. CUX nâng cấp hệ thống phanh đến từ một cái dòng tay ga. Dù không phải là dòng xe thể hiện được cái sự thể thao hay thi một độ, nhưng những người anh em của mình là Exciter hay là Jupiter, nhưng cái mẫu xe này không thua kém gì cái sự hấp dẫn khi được độ lên. Dẫn chứng là cái chiếc CUX độ bên dưới đây được phủ lên một lọt những món đồ chơi kiểu cực kỳ giá trị. Xem có thể thấy con chiến mã phát cho mình bộ áo Spark được cấu tạo từ tem Candy 47 đi cùng những món đồ chơi kiểu được trao chuốt ở phần dàn chân, đem lại cái sự độc đáo, phong cách mới lạ cho người xem. Thay thế cho cái ánh vàng nguyên thủy là ánh sáng trắng được cải thiện cái độ sáng tốt hơn. Tay phanh đồ chơi cấu tạo từ nhôm CNC siêu nhẹ, có thể thấy cái dòng tay này được tích hợp thêm cái núm chỉnh khoảng cách phù hợp với đứt tay từ người lái. Hai bên lái tạo điểm nhấn, bao tay, đồng nồ đi cùng gù dẹp. Chèn chân mỏng manh, sau kia được xuống cái phần niềng nhôm phi bản nhỏ. Việc chê bánh nhỏ thế này sẽ cho trầm lượng chiếc xe giảm đáng kể, chạy tốc nhanh hơn. Tuy nhiên nhược điểm là khả năng bám đường không do cái ma sát của vỏ tiếp xúc với mặt đường. Tiếp tính ở đây đúng một cách bình thản và những người chơi cát chân được quay cái cấu hình cũng độc đáo hơn. Cái bục SK bình dầu với độ nhúng đầu rất là tiện ích, có thể cải thiện độ nhúng theo ý muốn của người dùng. Tuy nhiên nó được minh cái tên của Yamaha trên bình dầu. Phía dưới bởi là cấp nuôi Racing, một cái dòng cấp được nhiều người tin tưởng vì cái độ sắc sảo, đem lại cái giá trị thẩm mỹ. Nếu diện tốc độ cao thì chấm được tình trạng bị xe đắt do trọng lượng cấp nhôm rất là nhẹ so với cấp zin. Hệ thống phanh được nâng cấp theo Nissin một bit Philo Rainbow. Phanh sau, một cái điều thú vị mà như chúng tôi nhắc đến, nguyên thủy là phanh đùm, nay được nâng cấp thành phanh đĩa theo Nissin, tháo từ cái dòng SX, lắp hoàn chỉnh theo cái thiết kế quay ngược qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CNC gia công từ máy, độ chính xác rất cao. Ống xả được tạo nhấn Oppo Spark Nano. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, subscribe.